Xin chào quý bà con, tôi là Điệp, kỹ thuật của công ty cổ phần Túi Xanh. Hôm nay tôi ở đây sẽ giải đáp những thắc mắc, trả lời những câu hỏi thường gặp về sản phẩm vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion. Câu hỏi thứ nhất, vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion dùng cho gà trong giai đoạn nào là tốt nhất? Vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion với thành phần là hai loại kháng nguyên của bệnh Newcastle, đó là chủng Lasota và chủng độc lực cao Zelotip 7. Ba loại kháng nguyên của bệnh IB viêm phế quản truyền nhiễm đó là chủng M41 Massachusetts, thể thận 793B và thể tích nước buồng trứng của Inline có thể dùng cho tất cả các loại gà vào các giai đoạn khác nhau. Đối với gà thịt, ở vùng áp lực mầm bệnh cao, chúng ta có thể tiêm sớm vào 4 ngày tuổi với liều 0,25ml trên con, sau đó tái chủng đủ liều sau khoảng 40-50 ngày tuổi. Ở vùng áp lực mầm bệnh không cao, có thể tiêm sớm cho gà từ 21 ngày tuổi hoặc đối với gà trên 300g là chúng ta có thể tiêm đủ liều cho gà. Trên gà đẻ, trong giai đoạn gà con, lịch tiêm phòng tương tự như trên gà thịt. Tuy nhiên, sau đó chúng ta tiêm một mũi ba bệnh Medivac NDG7 3IB EDS Emulsion vào khoảng 16 tuần tuổi và tái chủng định kỳ vaccine hai bệnh Medivac NDG7 3IB Emulsion cứ định kỳ là 4 tháng một lần. Câu hỏi số 2, sử dụng vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion có cần sử dụng vaccine NDIB sống nhược độc nữa không? Câu trả lời ở đây là có cần, để chúng ta tăng cái khả năng bảo hộ với bệnh Newcastle và IB, đảm bảo đầy đủ miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào cho vật nuôi. Đặc biệt là trong tình hình dịch tễ hiện tại, bệnh IB hiện tại là có rất nhiều biến chủng, có khả năng gây bệnh cho gà. Câu hỏi số 3, vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion dùng cho những đối tượng gà nào? Chúng ta có thể dùng cho tất cả các loại gà, đó là từ gà trắng, gà màu, gà thả vườn, gà đẻ thương phẩm cũng như là gà đẻ giống. Và câu hỏi tiếp theo, vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion có an toàn khi sử dụng cho gà đẻ hay không? Và câu trả lời của chúng tôi là có, và kể cả vào trong giai đoạn gà đang đẻ lên đỉnh cao thì chúng ta vẫn sử dụng được vaccine này bình thường. Vì vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion là vaccine dạng rút dầu, nó có các ưu điểm như sau. Đó là đảm bảo được tính an toàn, này, tạo miễn dịch nhanh và mạnh nhất sau 3 tuần. Kháng nguyên được giải phóng từ từ nên miễn dịch được kéo dài, ít nhất đó là được 4 tháng. Và vaccine tiêm rất nhẹ tay, không gây tắc kim và cũng không gây áp xe cho khi tiêm cho gà. Trên đây là những giải đáp của tôi cho các câu hỏi thường gặp. Hy vọng với những câu trả lời này sẽ giúp bà con có thể hiểu và sử dụng vaccine Medivac NDG7 3IB Emulsion một cách hiệu quả nhất. Quý bà con có những thắc mắc xin anh gửi về trang Facebook của công ty hoặc số hotline 1800 6635.